các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Đó, hai anh em mình hôm nay lại tiếp tục đi với mình các bạn này. Thì hôm nay mình sẽ làm một cái món ăn để ăn mừng một ca súp đầu tiên của mình nhé các bạn. Cũng là một cái mốc chút xíu mình làm để vừa là có ra được video tiếp theo, vừa là để gọi là ăn mừng vậy cho vui thôi các bạn nhé. Bây giờ thì mình sẽ vào để giới thiệu cho các bạn cái món ăn của mình hôm nay. Ok. Rồi các bạn ơi, bây giờ thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn là hôm nay mình sẽ ăn là món mực, gỏi mực các bạn ạ. Gỏi mực theo mình làm theo kiểu Thái Lan đấy các bạn. Đây, đây là những con mực mình đã làm sạch sẵn ở nhà rồi. Mực thì mình đã làm sạch sẵn rồi, bây giờ mình sẽ cắt nó ra. Và mình khứa lên và mình để mình luộc qua. Đó, kia, đây là cái bếp lửa thằng cô em mình đang làm ở đây. Mình sẽ luộc qua cái mực đấy để mình làm gỏi các bạn nhá. Bỏ cái ruột ở trong này đi các bạn ạ. Đó. Đấy, sau bắt đầu mình cứ thế mình cắt ra. Sau bắt đầu mình khứa nha các bạn nhá. Khứa nhẹ. Tôi là mỗi người một việc các bạn ạ. Đã chả rất. Bây giờ nước sôi rồi thì mình cho mực vào nhá. Rồi. Rồi bây giờ cho thêm mấy lát gừng vào nữa các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ trần qua nước sôi các bạn nha. Mình luộc gọi luộc qua cho nó hơi bắt đầu chín tới thôi. Đấy, có gừng này bỏ vào cho nó đỡ tanh nha, cho nó thơm. Huy đứa ngồi đó ăn hết mẹ lạc. Rồi trong khi mà mình chờ cái này nó chín nha các bạn, thì thằng Huy sẽ trông cái này nhá Huy. Rồi mình sẽ ra đi. Anh em mình ra làm tiếp cái này đi. Cho mình trông cái này cũng nghe hết luôn. Ok. Khỏe. Linh đi chặt lá chuối đi. Bây giờ mình gừng này. Gừng mình sẽ thái để mình làm nước cái nước sốt các bạn nhé. Nước sốt để mình tí mình trộn đấy. Đó, cái riêng cái đồ hải sản là phải có tí gừng vào nó đúng bài. Giờ mình sẽ tiếp tục làm cái miếng nước sốt này các bạn nhé. Thì tiếp theo thì mình sẽ làm cắt ớt để mình xong xuôi cái món nước chấm các bạn. Mình sẽ làm siêu cay luôn các bạn ơi. Cái này chua cay nhá. Gọi là phải chua cay nhá mới ngon. Cay quá, nồng quá. Khét hết cả mũi rồi. Thank you.
mà. Hành tây thì mình sẽ cho vào cái nước đá lạnh nha các bạn nhé, thì để cho nó giòn đấy các bạn, thì mình ăn nó sẽ ngon hấp dẫn hơn. Và mực kia cũng như vậy luôn các bạn nhé, cũng cho vớt ra vào nước đá cho nó giòn. Ok, đây là cái nước mắm để mình trộn đấy các bạn. Còn đây này, đây sẽ là xoài chua và cà rốt các bạn nhé. Ok, đây là cái mâm demo của mình. Thì cũng khi nào mình xong hoàn thiện là mình sẽ chuyển sang cái mâm này để mình ăn luôn. Giờ mình sẽ chuẩn bị trộn đấy các bạn nhá. Đấy. Ngon. Ngon không? Ngon. Nhìn ít ít mà thấy nhiều ấy nhỉ. Nhiều rau. Ok, bây giờ mình cho trộn đây các bạn nhá. Để nó đổ hết ra ngoài. Giờ mình sẽ chuẩn bị trộn đây các bạn nhá. Nó khá là nhiều, nó hơi mình cái mâm của mình hơi nhỏ. Bây đầu tiên là mình vắt chanh vào này. Vừa đây cũng có vắt chanh vào trong nước mắm rồi, nhưng mà mình vắt thêm vào cho nó chua chua ngon. Thì ai ăn trúng hạt thì tự nhả nhá. Rồi cái rồi vắt vào đây cho nó lọc hạt luôn này. Khá là chua đấy các bạn. Ok, mình vắt một quả thôi. Chua lắm. Giờ mình sẽ cho nó mắm vào các bạn ơi. Chuẩn bị nhá. Đấy. Giờ mình sẽ trải lên này. Trời ơi, thơm quá, hấp dẫn quá. Ái da. Ui. Hơi bị vụng đấy các bạn ạ. Tại vì cái mâm này khá là nhỏ. Đổ hết ra ngoài rồi. Rồi, bây giờ mình cho nó kia mình trộn, bắt đầu mình trộn sơ sơ lên tiếp ăn tiếp các bạn, ăn luôn các bạn nhá. Mình quay mình trộn sơ sơ thôi các bạn nha, để cho nó đỡ bị nhừ cái rau á. Đấy. Xong. Rồi, mời anh em vào mâm nhá. Được rồi, khui bia đi em ơi. Ông đậu trên đầu ấy. Ông. Ông à? Ông ăn thịt ong luôn. Từ nhỏ giờ mình bị ong chích nên mình làm rất là sợ. Khui bia đi em ơi. Chờ nhắc nữa hả? Tú. À em à, em thử khui cho anh luôn. Đây của anh đây. Ok. Mình sẽ review miếng đầu tiên nha các bạn. Miếng đầu tiên sẽ nhiều cho thằng da đen, mũ đen, áo đen, quần đen, ấy đen. Hay. Cái gì cũng đen. Ăn gỏi mà cũng quấn luôn hả? Ấy giời. Ngon không? Ăn đi anh em, ăn đi tự nhiên đi. Ăn đi. Sao thế nào chú? Rất là ok.
Vừa mồm. Có chua không? Chua canh mặn ngọt gì không? Vừa chua. Kiểu là chua thanh thanh á. Ừ. Nghe thấy chua chua anh cứ thấy nước dãi chảy trong mổ, trong cổ họng này. Nuốt luôn. Rồi, đến là thằng em, thằng Cú Linh. Thằng này nó được việc đó các bạn. Trai đi hái một lá chuối để lót cái mẹt mà nó hái cỡ khoảng 14 cái. Vẫn chưa đủ độ cay sao vậy? Chưa. Rồi ok. Ăn đi ăn đi. Thua. Bây giờ mình sẽ thử một miếng các bạn nha. Mình sẽ gắp ăn miếng luôn này. Nhờ thằng em nó quay cho anh. Mời các bạn nhá. Ăn nó này phải gắp miếng to, nhai ngồm mà mới thích. Khá là ngon. Chua cay. Ngọt ngọt. Cái mực cơm vừa mình vớt ra mình cho vào vớt vào nước đá các bạn. Giòn ghê luôn. Cả cái hành tây cũng thế. Rất là ngon các bạn ạ. Mời bạn. Ok, mời bạn nha. Em à, nằm phát đây. Rồi. Trời thật ăn thích nhỉ. Chúc mừng cho anh em chúng tôi được một cá súp các bạn nha. À, hy vọng từ đây thì kênh của anh em mình sẽ được phát triển mạnh hơn nữa. Cảm ơn các bạn thời gian qua đã ủng hộ kênh của anh em chúng mình. Rồi thì ăn tiếp đi thôi. Cho anh uống chung cái này nhá, có đá. Ok. Bạn ơi, bia Sài Gòn đỏ và xanh các bạn nhá. Thành Sài Gòn gì? Đỏ xanh trộn thành gì? Thành nâu. Không thì cái gì màu đỏ với màu xanh trộn thành màu nâu. Đâu, rồi, xem màu này. Ý là màu ấy, chứ còn bia gì đấy, màu đấy đấy. Rồi, cùng đi ra anh em á. Ngon lắm. Nó vẫn chưa đủ độ cay hơn mấy các bạn. Đối với mình thôi, còn mấy thằng này nó chưa cay. Có đây này. Có cả xoài các bạn nhá. Sao chú? Nhưng mà mình vừa cắn xong cái miếng ớt thì nó khá là toát mồ hôi đấy các bạn. Cái vải. Tuyệt vời gì? À, tuyệt vời. Ngon. À. Ồ, cái miếng ớt, cái ớt, ớt gì cay thế nhỉ? Cắn miếng ăn nó cay quá. Ăn thật. À đúng rồi. Một chịu rồi. Mát ruột. Mát ruột luôn à. Nóng ruột, thằng này ăn ớt mát ruột đấy các bạn ạ. Buổi chiều anh em mình ngồi đây nhậu. Cực kỳ thích các bạn. Bình cao su rất là mát. Hôm nay là lặng gió nó hơi nóng một chút thôi. Tại vì cái mùa này đang còn nóng. Nhưng mà ở đây là so với ở nhà là rất là mát. Từ nhà có máy lạnh nha các bạn nha. Hôm nay không có gió nên là đỡ bị tiếng ồn các bạn. Quá. Bạn nào đi khám phá. Còn vì rau lấy ra ăn nốt. Dạ. Chị ơi, làm ly chị ơi. Các bạn biết ai vừa đi qua? Bạn chân ngáp. Ngáp chân.
bà Tân đấy, bà Tân vlog đấy. À quên, bà Chân vlog chứ nhỉ. Thêm cái này đi, trộn lên đi, túc trộn lên, trộn rồi. Xì lâu là bà Tân vlog. Ui tuyệt vời, hay ghê. Gắp là phải to nha các bạn. Rồi. Ăn nó cay cay không? Nó nóng nóng. Phải làm một phát bia đá phát nào thôi rồi ấy. Nó sướng từ cổ họng sướng xuống các bạn. Ngon lắm. Mình cắt khứa là nó hình bông hoa đẹp không ạ? Hình kiểu là miếng dứa. Ngon không? Hiểu quá. Thử ăn trứng quả ớt sao ạ? Không mồm ấy. Ê, nước đào ấy ạ. Vì lỏng mình sao. Ngon không? Anh em về làm thử cái món này đi các bạn. Ăn nó làm rất là đơn giản mà ăn rất là ngon các bạn. Nhậu hợp lý lắm. Ở kia các bạn có một bầy ong người ta nuôi á. Tình cảm có vài con ra đây. Sợ vãi. Đừng nữa. Đây là. Cũng gọi là có cái gì tê mồm ấy. Tê xung quanh mồm ấy. À. Siêu cay. Vỡ không lồ. Vỡ cũng cắt nhớ rồi. Mực nó rơi ở dưới đấy này. Vlog. Mạnh lên. Wow. Em mạnh lên. Sao mạnh lên sợ cay à? Cay chứ, em no người cay đâu. Đấy mà cha tương ớt ăn 3 ngày hết. Từng ớt đâu có cay không ạ? Mà ăn ớt rồi. Wow. Các bạn ơi, thì anh em mình đã chiến cũng khá là nhiều, gần hết rồi. Thì rất cảm ơn các bạn đã xem cái video của mình đến bây giờ và sau này nữa. Thì bây giờ anh em mình xin chân thành cảm ơn tất cả các bạn đã ủng hộ mình. Bây giờ thì anh em mình sẽ xin kết thúc video ở đây. Cảm ơn tất cả các bạn đã theo dõi. Chào tất cả các bạn nha. Các bạn nhớ like và share và subscribe cho kênh của chúng tôi nhá. Ok. Ok. Bye bye. Like, share, bye bạn. Vô đây. Đâu?
hậu trường của anh em mình các bạn. Không còn một cái gì hết. Thằng Huy nó đang gắp từng hạt lạc một các bạn ạ. Vừa bị con ong chích mắt cái mắt rồi. Rồi. Nói chung là cũng ngon đấy các bạn ạ.